nữ diễn viên trẻ Quỳnh Cun sinh năm 1995, bắt đầu đóng phim từ năm 2015. Năm 2017, cô có vai diễn dài hơi và bắt đầu được chú ý trong bộ phim Đi Qua Mùa Hạ. Các năm sau đó, Quỳnh Cun liên tục xuất hiện trên phim truyền hình với các vai diễn đa dạng màu sắc và tính cách. Vai diễn gần đây nhất của Quỳnh Cun giúp nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen là Hạnh trong Đừng Làm Mẹ Cáu. Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Cun khiến nhiều khán giả bất ngờ khi đăng tải một bức ảnh xinh đẹp trong bộ váy cô dâu màu trắng tinh khôi. Cùng với đó, Quỳnh Cun cũng tiết lộ đây chính là bức ảnh chụp cho bộ phim mới của VFC mà cô đang tham gia mang tên Ánh Dương Rực Rỡ. Nhân vật Quỳnh Cun thủ vai tên Nguyệt. Tiếp sau bức ảnh này, Quỳnh Cun cũng hé lộ một vài phân cảnh trong bộ phim mới. Theo đó, nhân vật đóng chồng của Quỳnh Cun tên Tùng. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn chưa lộ mặt bạn diễn của mình. Trong các bộ phim trước, Quỳnh Cun từng bắt cặp cùng Thanh Sơn phim Đừng Bắt Em Phải Quên, Trần Nghĩa phim Nhà Trọ Ba La Nha, Đình Tú phim Hướng Dương Ngược Nắng, Công Dương phim Hãy Nói Lời Yêu, Bảo Anh phim Gara Hạnh Phúc và Nhan Phúc Vinh phim Đừng Làm Mẹ Cáu. Ở bộ phim mới lần này, nam diễn viên nào sẽ sánh đôi cùng Quỳnh Cun? Nhân vật Nguyệt của Quỳnh Cun sẽ có số phận và tính cách ra sao? Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.